Ngày 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh quý 1, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2020, các nội dung trọng tâm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 53 trên 131 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,5% tổng số xã. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Lương Sơn đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,1% tiêu chí một xã. Toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí. Có 29 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 96 vườn mẫu đạt chuẩn. Mục tiêu năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ít nhất 30% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có từ 53 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trở lên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện thành phố rà soát lại quy hoạch để điều chỉnh và tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, tiếp tục huy động các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ cho các xã sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020, ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng có lợi thế của từng địa phương gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cư dân nông thôn. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua dự thảo quyết định về việc điều chỉnh tiêu chí số 9 về thu nhập, tiêu chí số 10 về hộ nghèo trong bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020. Dự thảo về việc tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020.